Ngày 26 tháng 8, thông tin từ PV Thanh Niên cho hay, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư thiết bị theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 tại H. Long Hồ, TS, Bình Minh và TP, Vĩnh Long. Kết quả thanh tra cho thấy, nhiều vi phạm đã xảy ra trong quá trình mua sắm thiết bị dạy học. Cụ thể, vào ngày 7 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và giao các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án mua sắm thiết bị cần thiết để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 trên toàn tỉnh. Dựa trên nền tảng này, các phòng GD đội tuyển của TP, Vĩnh Long, TS, Bình Minh và H. Long Hồ đã tiến hành thực hiện dự án đầu tư thiết bị cho chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho 49 trường tiểu học và 28 trường trung học cơ sở. Tổng giá trị dự án đầu tư của ba đơn vị là hơn 40 tỷ đồng, TP, Vĩnh Long hơn 11 tỷ đồng, TS, Bình Minh hơn 18 tỷ đồng, H. Long Hồ hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thanh tra đã xác định rằng cả ba phòng GD đội tuyển đã chỉ dựa vào nhu cầu thực tế của các trường để đề xuất mua sắm thiết bị, thiếu sự kiểm tra và đối chiếu số lượng của từng loại thiết bị, cũng như thiết bị dùng chung cho hai môn học nhưng đề xuất riêng cho mỗi môn. Điều này dẫn đến việc đề xuất mua sắm một số loại thiết bị với số lượng lớn hơn quy định. Cụ thể, tại TP, Vĩnh Long đã mua sắm 161 thiết bị vượt quy định, tại TS, Bình Minh đã mua sắm hơn 1.600 thiết bị và tại H. Long Hồ đã mua sắm hơn 200 thiết bị. Theo kết luận thanh tra, cả 3/3 đơn vị tư vấn lập dự án không thực hiện khảo sát thực tế tại các trường, thiếu kiểm tra đối chiếu số lượng từng loại thiết bị theo quy định. Thay vào đó, họ chỉ dựa vào số liệu cung cấp bởi phòng GD đội tuyển, dẫn đến việc lập và phê duyệt dự án với một số loại thiết bị có số lượng vượt quy định. Ví dụ, trong quá trình thẩm định giá, phòng GD đội tuyển TS, Bình Minh đã yêu cầu thẩm định giá đối với mẫu động vật ngâm trong lọ từ 120 lọ lên 120 bộ, 360 lọ, nhưng chỉ cung cấp 120 bộ trong quá trình thực hiện dự toán, hồ sơ mời thầu và đấu thầu, dẫn đến việc các trường nhận được 20 bộ, 60 lọ, nhiều hơn quy định là 7 lọ, phòng học bộ môn. Cũng trong dự án này, đối với bàn, ghế học mỹ thuật, chiếm 2/3 dự án, đơn vị thẩm định chỉ căn cứ vào thông số kỹ thuật từ sở GD đội tuyển tỉnh Vĩnh Long, không kiểm tra đúng mô tả chi tiết thiết bị. Điều này đã làm cho việc sử dụng không đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, kết quả thanh tra cũng chỉ ra rằng đơn vị thẩm định giá của cả ba dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Tây Nam, không tiến hành khảo sát thực tế hay thu thập thông tin trên thị trường. Họ chỉ dựa ở ba báo giá từ ba đơn vị để thẩm định giá, thậm chí việc lập sẵn một báo giá nhằm hợp thức đủ ba báo giá. Đối với các mặt hàng chưa sản xuất, thẩm định viên đã lấy giá dự kiến từ nhà sản xuất, nhưng không báo cáo với phòng GD đội tuyển và không thể hiện trong báo cáo kết quả thẩm định. Kết quả thanh tra cũng ghi nhận một số thiết bị không nêu model, xuất xứ, chất liệu, nhưng thẩm định viên không đưa ra yêu cầu để làm rõ, đồng thời vẫn thẩm định giá cho những thiết bị này.